Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Sáng nay ngày 24 tháng 7 năm 2019, Hội trại Tuổi Trẻ và Phật Giáo khu vực phía Bắc với chủ đề Hảo Khí Thăng Long do Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại Chùa Khai Nguyên, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội với sự tham dự của 2.200 tình nguyện viên và trại sinh đến từ các tỉnh thành khu vực phía Bắc đã trở về chùa để làm thủ tục nhập trại và bắt đầu năm ngày tu tập dưới mái già lam trang nghiêm thanh tịnh. Từ sáng sớm, ban tổ chức đã bắt đầu đón tiếp các trại sinh tập trung về chùa Khai Nguyên. Các bạn được nhận áo, nón, đồng phục của hội trại. Ngày đầu tiên đến với hội trại, nhiều bạn trẻ còn tỏ ra rụt rè, bỡ ngỡ, nhưng với sự ân cần đón tiếp của các quý thầy, cô trong ban tổ chức và tình nguyện viên, các trại sinh bắt đầu dần lấy lại sự tự tin, hoạt bát vốn có của tuổi trẻ. Em tên là Nguyễn Thị Duyên, em đến từ Hà Nội ạ. Cảm nghĩ của em đến đây là em thấy rất vui và rút cho mình ra được nhiều bài học quý giá. Em chưa từng dự ạ và em thấy khóa tu này rất là bổ ích ạ. Dạ em cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia hội trại lần này. Thầy cô rất là quan tâm em và các bạn hòa đồng, hỏi han nhau, quan tâm nhau rất là nhiều ạ. Được cảm xúc của em khi được tham gia hội trại lần này thì rất là tuyệt vời. Bởi vì trong thực tế này nhiều năm trước em đã có một dự định tham gia nhưng mà lỡ mất 2 năm thì nên hôm nay em mới đến tham gia được. Lúc đầu tham gia thì cũng có những sự bỡ ngỡ, những sự không quen nhiều người. Nhưng mà sau khoảng một thời gian thì em đã quen được những bạn ở tỉnh thành khác cũng như là những bạn ở cùng ở Hà Nội, nhưng mà các bạn cũng rất là gắn bó, rất là cởi mở. Đó là một trải nghiệm rất là tuyệt vời mà em sẽ tiếp tục hưởng thụ và thưởng thức những buổi hội trại đầy ý nghĩa, làm quen thêm nhiều người nữa. Thưa là Hà Nội đang trang trí thể hiện một cái gì là rất là mộc mạc, bởi vì giữa lòng thủ đô đã mọc lên một ngôi chùa một cột. Và cái trại này thì các bạn của thành phố Hà Nội, các bạn trẻ đó cũng muốn thể hiện rằng là chúng con rất là có phúc được sinh ra ở đất thủ đô và lại có một ngôi chùa, và chùa đó là chỉ có một cột thôi nhưng mà mang được tất cả tinh hoa và tất cả cái bản sắc dân tộc của thủ đô. Đó là chùa một cột, cho nên là ở ngoài này á, là thể hiện lên là cả một được ơn đất nước là có hồng hạc, và khi đi qua cái lớn của đất nước đấy thì vào trong là thủ đô là
đi qua cái cầu, mà bên dưới này là cái hồ, mà hồ này là hồ sen và chùa. Từ đây trở vào là một cái cột, và cái trại này là một cái chùa, cho nên bên trong kia được thờ Đức Quan Âm nghìn mắt nghìn tay đấy. Và xung quanh này cũng sẽ làm bằng hoa sen, cho nên tất cả các Phật tử ở đây, thủ đô rất là tự hào và rất là cảm thấy có phúc được có ngôi chùa được mọc lên ở giữa thủ đô và được tu học và được giải thoát, được bớt đi những cái khổ đau ở giữa những cái phồn hoa đô thị để biết tu tập. Đây là một cái hạnh phúc nhất cho các Phật tử ở đây, cho nên cố gắng thể hiện cái trại này như là một ngôi chùa một cột ở tại đất trại này. Đây là trại của đơn vị tỉnh Nam Định của các thầy. Thì tiếng vọng Đông A ấy, là các thầy muốn là để nhắc nhở cho mọi người nói nhớ lại cái hào khí Đông A của một thời của các ông cha ta ngày xưa. Thì vì hội trại của chúng ta đó là hội trại về tuổi trẻ Phật giáo, chứ là các thầy không những là muốn để cho các bạn thấm nhuần được cái đạo pháp mà còn muốn các bạn nhớ được về những cái nguồn gốc và ý nghĩa của những cái gì của ông cha ta để lại về nguồn gốc của dân tộc hay là truyền thống dân tộc từ ngày xưa là giữ nước dựng nước, bởi vì là đạo Phật của chúng ta là trải dài từ khi bắt đầu mà du nhập vào Việt Nam đến nay thì đạo Phật luôn luôn đồng hành cùng với đất nước, cùng với những thăng trầm của dân tộc. Thành ra các thầy cũng muốn lấy cái tiếng vọng Đông A này vừa là thể hiện chỉ cần nghe đến cái tiếng vọng Đông A, hào khí Đông A là đã nhớ ngay đến Nam Định. Và thứ hai là đất nhà Trần hay là phủ Thiên Trường năm xưa là đã một thời là cùng với các cụ trong giáo hội cũng đã cùng với lại đất nước để giữ gìn đất nước và cùng với ông cha ta ngày xưa. Từng đường nét một, dạ vâng, ngay cả và kể cả những cái chất liệu mà để các thầy dựng trại như là tre, trúc, mảnh thì tất cả đều là những cái mà gọi là những đậm đà bản sắc dân tộc của chúng ta. Đó là đất người ta gọi là tre giữ nàng, giữ nước, giữ mái nhà xanh, giữ đồng lúa chín đấy ạ. Khi bên ngoài chúng ta đã thấy tiếng vọng Đông A có nghĩa là chúng ta đã nhớ lại hào khí một thời của cha ông. Nhưng khi đi vào bên trong, bên ngoài thì là cha ông, nhưng khi đi vào bên trong chúng ta sẽ nhìn ngay được cái chất thiền của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, nghĩa là chúng ta sẽ vừa nhìn thấy đất nước dân tộc, vừa nhìn thấy cả đạo pháp luôn ạ. Ngày hôm nay, đến với hội trại, các trại sinh sẽ bắt đầu tiếp xúc với một lối sống mới, văn hóa mới, tiếp nhận những kiến thức mới, thông tin mới. Hội trại là dịp để các bạn trẻ được sống trong môi trường đạo đức của Phật giáo, được sinh hoạt trong môi trường tập thể thanh tịnh, bên các bạn và các quý thầy, từ bỏ lối sống cá nhân, không smartphone, game online, mà thay vào đó các bạn được tụng kinh niệm Phật, đi kinh hành, ngồi thiền, nghe quý thầy giảng pháp, tham gia các hoạt động văn nghệ, vui chơi tập thể bổ ích, học được những điều hay lẽ phải, những đạo đức giáo lý trong nhà Phật dưới sự hướng dẫn dạy dỗ, chỉ bảo của các thầy cô trong ban tổ chức. Trong công tác chuẩn bị thì chúng tôi hết sức nỗ lực để chuẩn bị. Cách đây khoảng 2 tháng, hội trại của miền Bắc có một chút phong cách khác hẳn với hội trại của phía Nam, bởi vì các bạn phía Bắc sống trầm tĩnh hơn và các bạn phía Nam thì sống sôi nổi hơn, nên là chúng tôi cũng hết sức để đem những cái không khí của nhiệt huyết của thanh niên của hai miền đều có một chút tương đồng giống nhau. Trong 2 tháng vừa qua thì chúng tôi đã có những khâu về tuyển tình nguyện viên và kêu gọi các tỉnh thành đều cùng tập hợp và họp
với nhau để chuẩn bị cho cái công tác này. Và tất cả mọi người, tất cả các cấp đều rất hoan hỉ và giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng tôi được hoạt động, được thành tựu viên mãn. Trong tất cả các hội trại của thanh thiếu niên Phật tử nói chung, tất cả các quý thầy và riêng bên ban hướng dẫn Phật tử Trung ương đều mong muốn cho các bạn biết phụng sự đạo pháp, và cái cốt nhất là chúng ta phải biết sống lục hòa, cộng trụ. Và tất cả mọi công việc như các bạn sẽ biết chia sẻ tình yêu thương đến với cộng đồng, và các bạn cũng sẽ phải biết tự lực và sống khuôn khổ để giúp ích cho Phật Pháp và xã hội, để trở thành người có ích cho cộng đồng. Được sự chỉ đạo của Thường trực Ban Giám Phật tử Trung ương, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Hòa Thượng Thích Thanh Điện, Phó Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Hòa Thượng trưởng Ban Thích Thanh Hùng, thì Văn phòng Ban dẫn Phật tử Trung ương đã hoàn thiện tất cả các hồ sơ thủ tục pháp lý nhà nước cũng như giáo hội. Và đến hôm nay thì các hồ sơ thủ tục pháp lý nhà nước đã hoàn thành viên mãn, và công tác tổ chức của trụ xứ thì đến đây cũng đã cơ bản, chỗ ăn, chỗ nghỉ cho các trại sinh cũng như khu vực cắm trại và các khu vực để phục vụ cho hội trại của các tỉnh thành về tham dự, nói chung đến nay cũng đã đạt 90-95%. Đến giờ phút này thì có 18/29 tỉnh thành khu vực phía Bắc, và có 10 trại là 1.000 em khóa sinh đăng ký với văn phòng ban hướng dẫn. Và như vậy tổng số trại sinh là khoảng 2.100 trại sinh đã có mặt ở tại chùa tính cho tới thời điểm này. Theo sự chỉ đạo của Chư Tôn Đức Thường trực Ban Hướng dẫn, thì cái mục đích tổ chức khóa tu hội trại cho các tỉnh thành phía Bắc là để khơi dậy cái lòng mộ đạo của các bạn trẻ trong cả nước nói chung và khu phía Bắc nói riêng. Vì ở miền Bắc chúng ta đã từ lâu thì các cụ thường hay nói là trẻ vui nhà, già vui chùa. Cho nên chính vì vậy mà văn phòng ban hướng dẫn cũng đã được sự chỉ đạo của Chư Tôn Đức là cố gắng để có sự kết nối giữa ban hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành với các Phật tử ở các tỉnh thành khu phía Bắc để tham dự các khóa tu hội trại tập trung như thế này, để tạo thêm những cái sự kết nối và cái cho cái sự hoằng pháp và lợi sinh cho ban dẫn Phật tử nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung sau này, sẽ tạo được cho các bạn trẻ tham gia hội trại có những cái kỹ năng sống, có thể nói là các em tập sống tự lập. Và đây cũng là một kỹ năng tốt để cho các bạn trẻ làm cái hành trang để đi vào đời sau này. Và thông qua những cái ngày vừa qua, nhìn các em nó rất là háo hức và nhiệt tình trong cái công tác chuẩn bị và cũng như là trang trí cho các trại của các tỉnh thành của mình dưới sự hướng dẫn trực tiếp của ban Phật tử các tỉnh thành và ban tổ chức của các tỉnh thành hướng dẫn cho các em nó, thì phải thấy rằng chắc chắn rằng sau này sẽ có một cái kinh nghiệm sống thật quý giá đối với các em nó, đặc biệt là cái kinh nghiệm để cho các em nó sống độc lập và về lâu về dài sau này. Tối cùng ngày là lễ ra quân của hơn 200 tình nguyện viên. Đây là lực lượng chủ chốt giúp việc cho Chư Tôn Đức ban tổ chức, gồm những thanh niên Phật tử tiêu biểu của các tỉnh thành, là những bạn trẻ năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, gương mẫu, giúp cho ban tổ chức trong việc quản lý trại sinh, an ninh, hậu cần. Tại buổi lễ ra quân, đại diện các tình nguyện viên phát nguyện trước Chư Tôn Đức sẽ tinh tấn gương mẫu, làm tốt công việc do ban tổ chức giao phó, góp phần cho hội trại lần này được thành công viên mãn.
Hội trại tuổi trẻ và Phật giáo với chủ đề Hào khí Thăng Long sẽ là một môi trường tốt giúp các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng sống, tự chủ với cuộc đời, làm chủ cuộc đời, biết kính tin Tam Bảo, yêu quê hương đất nước, biết tri ân và báo ân đối với ông bà, cha mẹ, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Với ý nghĩa nhân văn đó, Chư Tôn Đức trong ban tổ chức hy vọng rằng đây sẽ là một môi trường sân chơi lành mạnh cho các bạn sinh viên thanh thiếu niên Phật tử. Và dù chỉ 5 ngày tu tập thôi, nhưng mong rằng các bạn trẻ sẽ có được những hành trang và những kỹ năng sống để áp dụng vào đời, trở thành một người công dân tốt có ích cho xã hội và là một người con Phật tử thuần thành của Đức Thế Tôn. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, còn tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây, phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai, học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai, xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm. Tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, con tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây, phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai, học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai, xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm. Tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, còn tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây, phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai, học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai, xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm. Tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, con tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây, phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai, học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai, xây đời vui tương lai. Bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm. Tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, con tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây, phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai, học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai, say đắm.